Con nè. Dạ. Đâu để em con. 37 đó mẹ. 37 sao nhỏ như vậy. Đó. Trời ơi. Để con để dơ á. Cái này thay 38 mà mẹ. Vậy đổi lại thôi chứ đâu có gì. Đổi rồi. Được mẹ. Cực quá vậy. Không cực gì, chủ yếu mang được hay không chứ tự nhiên cực gì trời. Được, nhưng mà giờ nó hơi chật. Hay chật vậy đổi mẹ cứ xỏ cho thử đi. Đổi 38 39. Thôi mẹ xỏ cho thử đi. Trời 38 39 luôn hả? Mẹ về bữa nó giảng cho nó mà. Thôi cái thử ra. Sao để cho nội con. Cho mẹ đổi tới đổi lui uống cái đi về. Được, đổi được mà đâu sao. Dạ Khánh Nguyễn xin kính chào bà cô bác không ạ. Dạ là nói đầu tiên là cho Khánh gửi là chúc sức khỏe và là cảm ơn chân thành nhất đến toàn thể bà cô bác đã luôn yêu mến và đồng hành cùng Khánh và gia đình trong thời gian vừa qua. Dạ thì hôm nay thì rất là đặc biệt luôn bà cô bác ơi. Thì sẵn là Khánh đi ghi hình á ngoại Quỳnh Muối ở quận 10 á. Thì sẵn tiện đường về đây nè. Thì bây giờ Khánh ghé cái tiệm giày Long Thành. Tiệm giày Long Thành là hôm nay là Khánh mấy năm trước rồi thì Khánh có mua cho mẹ một cái đôi giày ở đây á. Một đôi giày ở đây thì hổm là Khánh với Phong có chở mẹ đi mua giày, mua quần áo nhưng mà không có đôi nào mà vừa ý ở dưới Gò Đen á, không có vừa ý á. Thì bây giờ thì Khánh sẵn dịp thì Khánh ghé ở đây để mua cho mẹ. Tại vì hổm mẹ mua cho mẹ đôi ở đây cũng mẹ cũng gửi. Nên bây giờ Khánh cũng vô đây xin phép vô đây để mua đôi giày cho mẹ. Và đôi thực sự thì đôi giày này thì cũng có một cô Mạnh Thường Quân ở bên Mỹ là cũng gửi tiền cho Khánh để đi mua. Thì bây giờ không để không mất thời gian nữa thì Khánh cũng xin phép là mời bà cô bác là vô đây đi theo chân của Khánh vô trong tham quan cái tiệm giày Long Thành ở quận 5 đây nha ông bà cô bác. Rồi thôi giờ Khánh xin phép là mời ông bà cô bác vào trong luôn nha. Đây ông bà cô bác rồi đó. Khánh đang đứng ở tiệm giày Long Thành. Tiệm giày Long Thành này là ngay góc của chợ Bình Tây luôn á, ở đầu ngoài của chợ Bình Tây luôn á bà cô bác. Thì hồi xưa là Khánh cũng có nói là Khánh ở trọ trên quận 5 ở đây nè, ở trọ trên đây cũng mười mấy năm nên là Khánh cũng biết cái tiệm giày này. Thôi bây giờ Khánh đi vô trong nha ông bà cô bác. Anh ơi cho em vô trong mua giày nha anh. Mua đi anh. Này anh chủ hả? À? Chủ là đi nhậu không ạ? À? Thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là mời ông bà cô bác vô trong nha. Đây. Ở đây là giày. Đây là giày của Nam. Dép của Nam chứ. Đây là dép của Nam đây ông bà cô bác ơi. Bữa nay Tết nhất tới nơi rồi nên là cũng đông. Cũng đông bà cô bác ở đây mua. Còn bây giờ đi. Bây giờ để Khánh hỏi cái em nhân viên nha. Hỏi em nhân viên để đi kiếm giày cho nó nhanh đi. Đây bên này giày quá trời luôn. Mà để Khánh đi kiếm đôi giày cho mẹ trước đi. Chào chị. Ôi bây giờ đông quá trời luôn bà cô bác ơi. Giờ để Khánh mở cái đôi giày. Đôi giày mà cần mua cho mẹ lên. Đâu rồi. Đây. Đôi giày này đâu bà cô bác ơi. Đôi giày mình nào mà Khánh mua hồi đợt mà cà rốt luôn á. Cà rốt bây giờ cà rốt 5 tuổi rồi. Để Khánh qua Khánh hỏi cái em. Hỏi cái em nhân viên bên kia. Họ đi bên kia ông bà cô bác ơi. Mẹ mua giày về chắc. Mua giày về chắc mẹ mừng lắm đây. Tạo điều kiện tạo bất ngờ luôn bà cô bác ơi. Đây là giày dép cho nữ cho ông bà cô bác ơi. Đây chị em phụ nữ là thử quá trời luôn. Không biết vô đây nó ồn quá, không biết ông bà cô bác nghe có rõ không. Em ơi cái kiểu này còn không em? Anh mua lâu lắm rồi mà không biết nữa. Không mà cái kiểu dạng giống vậy á. Em giúp giùm anh coi. Vô đây nhờ cái em nhân viên hôm nay kiếm cho nó nhanh không bà cô bác ơi. À cái đế nó sao em? Có cái đế nó bằng bằng không?
À, anh sợ lớn tuổi rồi mà đi cái nó nhọn nhọn vậy đó. Hả? Vô trong đây mê luôn bà cô bác ơi. Không, cái kiểu nãy mà à cái đế nó vậy á. À. Ờ, nhưng mà nó cái kiểu nó không giống mình đó hả ta? Ý là cái kiểu giống vậy mà cái đế nó giống như vậy á. Để anh qua anh hỏi coi. Để khánh điện nha. Khánh điện cho Phong luôn mà cô bác ơi. Bây giờ Phong về chưa? Hay quá trời luôn. Ờ, đang ở nhà đi ấy. Dạ, nhà anh Tân. Về nhà rồi hả? Chơi. Hả? Vậy sao? Cherry đâu rồi? Trời ơi, chị ba chứ Cherry đâu rồi? Ờ. Giờ để khánh chuyển cái máy quay rồi. Mẹ đâu? Hả? Cái đôi mẹ bây giờ mà nó cũ hết rồi. Trời ơi còn mang được nữa. Để con vô đây rồi để. Cái kiểu bây giờ con kiếm cái kiểu đó không thấy rồi chứ. Con về đi. Rồi. Mẹ đang mang để mang bình thường mà đừng có mua cái mỏ nhọn nhọn nha. Không, ai mà mỏ nhọn nhọn thì sao được. Hình như là hổng mẹ mang là cái đế nó bằng luôn phải không? Đâu, cái đế nó lên dưới. Hả? Cái đế nó lên dưới. Cái ý là cái đế nó nguyên một một ấy luôn chứ không phải là một cái mũi nhọn phải không? Dạ. À, con cũng như nó màu màu lên chút chứ không có mỏng ấy nhọn. Rồi vô đây rồi lấy rồi mua luôn chứ để tới chừng nào. Nãy cái đôi mà cái em nó cầm đâu rồi ta? Cái đôi. Ờ cái đôi mũi đâu nãy đâu rồi ta? Em lấy giùm anh cái. Nè, nè, cái này kiểu này nè mẹ. Kiểu này đẹp nè, nhưng mà cái đế, em quay cái đế lại các em. Không có cao, nhưng mà nó như vậy á. Có cái nào mà nó thấp hơn không em? Cái kiểu đó thì nó đẹp, nhưng mà cái đế nó ấy vậy á. Này đừng mà em đừng có lấy cái mỏ nhọn mỏ nhọn á mẹ. Cái này nhìn sang nè. À, cái này cái đế nó bằng bằng nè, mang nó cũng không có sợ té, lớn tuổi mang được nè mẹ. Ờ đúng rồi mẹ, lớn tuổi rồi mang cái này được nè mẹ. Mẹ mang nếu mà kiểu vậy mà không có bít cái mỏ em trên trên đó. Bên kia có không? Dạ. Dạ đâu đen nè. Long Thành mẹ, con đang ở Long Thành mà.
hay là qua bên kia cái kiểu mà cái bên kia á em. Em lấy giùm anh được. Nè, không cái kiểu đó đó đúng rồi, nhưng mà em qua bên đây em giúp giùm anh coi bên đây. Nè, cái đầu lưới bên đây nè, em lấy giùm anh cái được không? Đó, cái kiểu này được không? Nhưng mà cao 5 phân, nhưng mà cái đế nó bằng, nó không có cái mũi nhọn á. Được không mẹ? Hả? Lấy đo đen nãy hả? Đo đen đầu tiên phải không? Dạ. Vô đây nó à, con nói nghe không có đâu, mẹ nói nghe không có rõ. À còn cái đâu mà nó cứ dọn dọn nó làm cái kiểu nó qua văn vậy á. Thôi vậy qua bệnh. Qua bệnh lấy hai cái đôi nãy giùm anh cái em. Đang quay, con đang quay luôn nè. Rồi bây giờ đó, một cái đôi đen nè, để một cái đôi mà quần quần có cái mo bít mỏ, mẹ thích cái nào? Em lắm. Em anh sợ là nó bít trên đây nó đau với con chừng đó. Không có đau đâu, nghe mẹ cái em này nói cái đôi mà có hoa văn này nó im, nó mang, nó không có đau cái mấy cái đầu con chừng. Dạ. Dạ, em nó nói mềm mẹ. Em quay cái đế của thằng này nó im nè, người lớn đi thấy được hơn nè mẹ. Dạ. Vậy lấy số 36, 37 nha mẹ. Mẹ 37 nha, mẹ 37. Rồi vậy lấy 37 đi, nếu mà mốt mà chợt thì đổi lại không sao. Ừ. Vậy em lấy cho anh cái đôi. Được được mẹ. Mai không không mang không vừa thì đổi lại không có sao hết đó. Rồi có quá trời nè, vô đây ngọt luôn. Trên đây đông lắm, bữa nay đi mua đông lắm nên nó sùm á, nó hơi ồn quá bạn. Quá trời luôn nè. Cho cô Tí, mốt cô Tí lên đây mua nè. Nè vậy nè Tí. Nè vậy nè Tí, vậy nè, vậy đẹp cho Tí nè. Wow. Thấy không, thấy vậy đẹp không, vậy đẹp cho Tí nè. Nè, được lấy được một đôi nè, 37 nè nha. Hả? Mày này bé gái hay bé nữ? Này là bé gái hả? Anh thấy nãy tuổi mới cho nam chứ. À. Nè cái cô này nói là mà giày này cho nam nè. Thấy không Tí? Mấy kiểu trên đây nè. À, anh thấy đại này nam nữ gì chắc mang cũng được hết. À. Tí có mang giày không? À thôi vậy đi mốt đi. Để mốt đi, bác mốt bác Tư đi chở chị Hai đi mua và đi mua luôn. Thấy đẹp ghê không? Yeah.
Thế vậy vậy này cho tí mang đi chơi xuống không? Ôi trời. Rồi để mốt con chở cà rốt tí tí đi mua một lần luôn. Cho nó tí nó đi thử nha. Nãy rồi. Nè ở đây quá trời luôn nè. Hả? Không, bây giờ tối rồi, bác Tư ngày mai bác Tư mới ghé. Ê, xin lỗi. Thôi bác Tư tắt máy nha. Rồi. Rồi thôi bye bye, qua tính tiền hồi nãy rồi đi, nãy nhiều rồi. Đây đầy đủ hết luôn. Đây đầy đủ hết luôn rồi mà cô bác ơi, có bán bóp nữa. Bóp dây nịt nữa. Đây dây nịt luôn, quá trời luôn. Ôi dây nịt này cũng mắc ghê á, dây nịt triệu mấy không à. Đây là da cá sấu. Dạ. Da cá sấu. Đây cho anh ghi hình luôn để ai có nhu cầu tới đây mua đầy đủ hết luôn. Ồ, này da cá sấu luôn nè. Cái này triệu mấy không nè bà cô bác ơi, đó. Thì ở đây mình có da bò không anh? Có da bò bên này. À da bò là bên này hả? Ồ mấy cái bóp này nữa đẹp ghê ta. Đây nè bà cô bác ơi, da bò da cá sấu 2.4 triệu, cái này đi là đúng phong cách luôn. Rồi. Này là mỗi người là mình chật cái một cái mảng á em. Mảng này chắc gọi bằng em đâu bác. Mấy bên này thơm nhất chắc bán chắc đắt quá à. Còn đây nãy anh người kia nói là chủ đâu có ở đây đâu, toàn là nhân viên không à. Dạ, đúng rồi. Đây ông bà cô bác ơi, nãy là sau lưng của Khánh đó. Sau lưng của Khánh là dây nịt da cá sấu, bên đây là hàng cao cấp. Còn bên đây là hàng bình dân. Hàng bình dân đây nè ông bà cô bác, nói là hàng cũng hàng chung thôi chứ không phải bình dân. Bên đây là da bò đây. Da bò 400 ngàn, coi như là ở bên đây là khoảng 200 mấy. Thấp nhất 208 này. Còn à 260 dưới đây nè. Nè. Đây da bò nè ông bà cô bác ơi. Đây có bán đủ loại hết luôn, từ thấp tới trung tới cao luôn. Đây là ông bà cô bác rồi có gì tới đây là mua là đầy đủ hết. Còn mấy cái bóp nè. Cái ví này ví nữ cầm tay nè. Còn này là mấy cái bóp cho nam nè ông bà cô bác ơi. Đây vô đây nhìn là thấy ngút ngàn luôn. Đây là hồi nãy là Khánh không, tại vì đó giờ ở gần quận 5 nên là cứ kêu quận 5 không ông bà cô bác ơi. Hồi nãy em trai bên đây mới nói lại mới biết ở đây là thuộc quận 6. Ở đây là cái gì quận 6 em? Phường 2 quận 6. Phường 2 quận 6 à? Cái đường này đường gì quên rồi ta? Đường Tháp 10. À đường Tháp 10. À. Rồi ông bà cô bác ơi, Khánh mua cái đôi giày cho mẹ, mua ở đây hình như là 5 năm rồi. Mẹ mang đôi giày 5 năm. Lúc trước là Khánh cũng lên đây mua mấy cái đôi giày mà giày đốc tờ á, đốc tờ mà giả đốc tờ á, lên đây để mua cho Phong á. Rồi để Khánh đóng lại đây. Ở đây cũng có mấy đôi kiểu nè, kiểu có mặt hồng hồn đó. Đây, quá trời, ô đây có túi nữa nè. Có túi đẹp luôn nè mà cô bác ơi. Ô đầy đủ luôn. À đây có cái móc treo nữa, móc treo chìa khóa đó kìa. Rồi ngước lên cao mới thấy. Đây còn đây mấy cái túi cầm của nữ này nữa bà cô bác ơi. Đây cắm cầm xuống đây coi, cầm một cái này nè, quá đẹp luôn bà cô bác ơi. Đó cái này đeo đi là đúng phong cách luôn. Cái này là giống như mình da mình túi nhỏ nhỏ. Cái này là da mình kiểu mình nhộm á phải không em? Hột chứ không có nhộm. Hả? Hột. À. Hột da. Này là da, da này da. Da bò giống con lông. Ờ, da bò còn lông rồi xong ấy nè. Cái hoa văn lên cho nó nè mà cô bác ơi. Rồi, Khánh để lên đi. Cái này để Khánh chia sẻ cho bà cô bác xem thôi. Đây, mấy đôi giày đó. Giày này về mội nè bà cô bác.
nè, giày này là kiểu giày mồi nè, tại vì cánh cũng mấy nè, đôi giày này quá đẹp luôn mà có 480 ngàn thôi mà cô bác ơi. Này Khánh để là ngay lại, hồi nãy để là không đúng là mấy em nhân viên nó xếp đợi cực lắm, mình để là ngay đây. Vô đây đang hết trời, không bây giờ Khánh bước xuống đây một vòng nữa nha ông bà cô bác. Đây nè, giày da nè, quá trời luôn, vô đây dày quá trời luôn anh cô bác ơi. Này đây là giày này, giày cho nam không mà cô bác, bên đây là giày, bên đây là nam không à. Đây là bên đây là giày tay nữa, có giày tay ở đây nữa nè, nè đó. Đấy là con được đôi nào chưa? Chưa hả? Sao không đi thử đi. Đây là giày, cũng giày tay luôn, giày công sở nè bà cô bác ơi. Quá trời luôn. Vô đây mình tha hồ mình lựa luôn. Đây người lớn dắt mấy bé vô. Mấy bé vô rồi đi. Đó, cái anh trai bên kia tử dài rồi. Có mà các bác thấy anh trai em kia tử dài không? Quá đẹp luôn. Chào chị. Bữa nay là chị với ông xã đi sắm giày hả? Dạ. Dạ. Rồi còn bé nhỏ thì đang coi điện thoại. Khánh xin phép đi qua đây. Này hồi xưa là Khánh mang mấy đôi giày này nè, mấy đôi dép sandal. Mấy đôi này nè ông bà cô bác ơi. Hồi xưa mà Khánh mang nó mấy đôi này nè, xưa đi học thường thường mấy mang đôi này. Giày Long Thành là mang là coi như là nó rất là bền luôn á. Hồi xưa thường là Khánh mua giày Long Thành đi, hoặc là giày của Hồng Thạnh á. Quá trời đông luôn. Thôi bây giờ chắc Khánh qua Khánh tính tiền của ông bà cô bác ơi. Nãy là đi dạo trong đây là hết rồi. Dạ chào cô. Đây là có giày búp bê nữa nè ông bà cô bác, giày cho bé nhỏ đây, giày cho mấy bé nhỏ nè, để mốt Khánh chở bé chờ đó thì bé Cherry á lên đây cho hai bé nó lựa. Nhìn quá trời luôn. Đây bé nhỏ nào mà thấy thích màu mè xinh xinh là mấy bé lên đây lựa nè. Đây trên đây có giày tay, trên này đi chỗ nào cũng có giày tay hết. Rồi chắc qua Khánh tính tiền quá ông bà cô bác ơi. Đây dạ thôi, okay. Mua đôi đấy nha. Lấy đôi này. Mua đôi đấy, bây giờ tính tiền nè. Lấy đôi đấy. Rồi chào chị ơi, cho em tính tiền quá. Dạ em lấy đôi này, nãy vừa đi quay vừa mua giày cho mẹ. Dạ. Lúc này bán. Dạ. Nếu mà nó có chặt quá em lên em đổi nha. Dạ được, kiểu thật đế cho em nha. Dạ. Lúc này Tết nhất chắc bán đắt hả chị? Dạ, bán được đây rồi. Dạ, bao nhiêu tiền hả chị? 300 thôi. Đúng tiền luôn nè Giang ơi. Dạ. Gửi tặng anh mấy món khóa nha. Dạ. Lúc nào mà chị với cô mà thương con lên kênh Khánh Nguyễn Gò Đen ủng hộ nha. Dạ. Khánh Nguyễn. Dạ Khánh Nguyễn. Dạ Khánh Nguyễn Gò Đen. Khánh Nguyễn Gò Đen. Bao nhiêu chị? Dạ 350. Dạ. Dạ được rồi. Thôi, trả đúng giá chứ. Khi nào mà tặng quà là khác, còn này em mua em trả đúng giá. Dạ. Đôi giày quá đẹp luôn mà có 350 à. Dạ thôi em cũng chúc cô với chị là buôn mai bán đắt nha. Dạ cảm ơn. Em vào đó giờ mua giày ở đây không à. Dạ. Mà nó có điều đôi giày. Đôi giày cho mẹ mà mang tới 5 năm bây giờ mới đi mua được rồi. Dạ. Rồi cảm ơn chị. Cái này em có bảo hành 1 năm ở cây buôn chị đó, có gì mang ra đây. Dạ dạ. Rồi cô chủ đi chị rất là vui luôn. Dạ không bây giờ. Không bây giờ Khánh đi về luôn bà cô bác ơi, bây giờ chạy về tới Gò Đen luôn. Rồi bye bye luôn. Thôi chào anh luôn nha. Rồi chào. Để em chào chị nha. Chào anh.
Rồi chị có muốn nói gì không chị? chị là đi mua đồ hả? Không. Dạ. Trong nhà. Trong nhà hả? Chị hôm nay là buôn bán thấy đỡ không chị? Cũng đỡ nhưng mà dịch thì nó không bằng mỗi năm. Dạ. Thấy em thấy nãy giờ cũng đông quá trời mà. Đông. Tại vì cũng gần Tết rồi thì nó phải đông rồi nhưng mà. Dạ. Rồi thôi em xin phép đi về nha chị. Dạ. Cũng chúc chị với gia đình buôn may bán đất nha. Dạ cảm ơn anh. Dạ thôi chào chị. Chúc anh ăn Tết vui vẻ nha. Dạ. Trời chào con hồi nãy giờ. Thôi có gì con lên cái kênh là Khánh Nguyễn Gò Đen nha. Con coi con ở chảnh nha. Dạ cảm ơn chú đi. Ơi. Bé dễ thương quá à. Dễ thương ngoan, mốt đi nào chú lại chú mua bánh lại cho con nha. Không ăn bánh hả? À? Này chắc nhà đầy đủ rồi nên không cần. Thôi bé ngoan quá trời luôn, ăn không ăn bánh là nó không ăn bánh à. Dạ thôi em chào chị nha. Dạ rồi thôi bây giờ Khánh cũng xin phép đi về đây ông bà cô bác ơi. Dạ đây ông bà cô bác ơi, hồi nãy thì Khánh cuối cùng thì Khánh cũng mua xong cái đôi giày cho mẹ rồi. Đôi giày là quá đẹp luôn mà có 350.000 à. Mà nãy là cái chị bán, cái chị tính tiền hôm kia, cái chị chủ á là lấy có 300.000 à. Nhưng mà Khánh á, tại vì mình buôn bán mà cũng không biết là lời bao nhiêu nên là Khánh cũng xin phép là trả đúng giá luôn là 350. Rồi chị đó là nó bảo hành trong vòng 1 năm luôn. Có cái vấn đề gì thì tới là chị sẽ dán keo đồ loại luôn. Dạ không bây giờ thì thật sự ở đây mua là giày Long Thành đó, hồi đó giờ thì Khánh mua ở đây cũng nhiều rồi, cũng rất là tốt luôn các bạn cô bác ơi. Thì có gì cũng ông bà cô bác á thì có dịp á hoặc là đi ngang qua đây, đi ngang qua đây hoặc là có dịp mà dùng thử cái mang thử cái giày á, giày Long Thành á, giày dép Long Thành rất là tốt luôn. Khánh không phải là BA gì hết á nên là tại vì Khánh ở đây mua cũng nhiều rồi nên là cũng thông báo đến ông bà cô bác là nếu mà thấy hợp, thấy thích á, nãy giờ mấy cái kiểu á thì tới đây mua ủng hộ. Rồi thôi bây giờ Khánh cũng xin phép là đi về nha, để cho mẹ thử đôi giày luôn. Ở đây là ai cũng nhân viên ở đây ai cũng vui hết á. Rồi thôi Khánh cũng xin phép đi về nha ông bà cô bác. Và trước khi về thì Khánh cũng xin chúc ông bà cô bác là một buổi tối là luôn vui vẻ, mạnh khỏe, bình an và gặp nhiều thành công trong cuộc sống luôn. Rồi những ngày cuối năm là gặp nhiều may mắn nha ông bà cô bác ơi. Dạ chào ông bà cô bác à. Khánh vừa về tới nhà luôn nè ông bà cô bác ơi. Đây đôi giày, đây đôi giày 300, đôi dép chứ. Đôi dép 350.000 của bà nội đây ông bà cô bác ơi. Bây giờ Khánh sẽ đem vô nhà để cho mẹ thử làm sao. Đây Phong đây. Vừa về tới nhà luôn đấy. Để cho mẹ thử cái đôi giày coi làm sao. Coi vừa hay không. Đôi giày đẹp luôn, tí lấy đôi giày của bà nội ra nè tí ơi. Em đi mua mà anh trên mua trước em rồi. Tại nay đi lên ghi hình ở trên quận 10 cho anh. Rồi đôi giày. Đợi trời số 37 mà mẹ. Thôi mẹ mang thử coi con thép được nè. Mà bà nội đang chuẩn bị thắp nhang luôn ông bà cô bác ơi, bà nội thử luôn đi mẹ. Bảo hành luôn mà, mẹ cứ thử đi. Long Thành. Sẵn là thử luôn đi mẹ. Vừa về tới nhà luôn bà nội thử luôn mà cô bác ơi. Này 37 mà. Ôi. Chân mẹ làm như bự lắm vậy. Ê sâu, dữ. Sâu kìa. Chọt vô. Sao sao mẹ. Sao để em con. 37 đó mẹ. Sao nhỏ vậy? Để con để dơ á. Cái này thay 38 mà nữa. Vậy đổi lại thôi chứ đâu có gì. Đổi rồi. Cực khổ. Được mẹ. Cực quá vậy. Không cực gì, chủ yếu mang được hay không chứ tự nhiên cực gì trời. Được, nhưng mà giờ nó hơi chật. Hơi chật gì ăn đổi, mẹ cứ xỏ vô thử đi. Đổi 38, 39 thì thôi mẹ xỏ vô thử đi, trời 38, 39 luôn hả. Mẹ ăn về bữa nó giãn nha, đúng không ạ? Thôi cái thử thử ra. Sao để cho nội con. Chứ mẹ đổi tới đổi luôn, uống cái dài. Được, đổi được mà đâu sao. Thôi vậy để sớm. Mai con đổi 38 cho. Sớm thôi đi cho nó dễ mà. Đổi 38 rồi mẹ. 38. Mai đổi 38 đi. 38 cần 39 không mẹ? 39 bự quá không. Mẹ mang vô giống hội đồng quá. Không, cái này 38 mình để vừa. Vậy chắc 38 được không mẹ? Chân bên đây là như nó bự hơn con. Thấy vậy mà cái chân mẹ nhỏ. Chắc là chiều giờ mẹ đi nhổ cỏ cái chân mẹ. Nhổ cỏ nó đi á, đi cả ngày cái chân nó bự ra thiệt bự. Thôi con sao? Đâu nó dép của nội rồi. Trời. Sau nãy là dạ ông bà cô bác chưa? Đổi thêm rồi. Rồi vậy là đổi rồi. Vậy là phải đổi rồi ông bà cô bác ơi. Con số là 350 nè.
Ờ thì nó có bảo hành này, nó bảo hành 1 năm luôn mẹ. 350 là bảo hành 1 năm. Ừ. 350 mà lấy 300.000 mà thấy hồi khó khăn quá, tự nhiên mà giảm 50.000 nữa thôi, lấy đúng giá luôn đi. Là lấy hỏi con làm gì, nó quay YouTube làm thiện nguyện cái lấy có 300.000. Bà cô ở trong lấy 300.000 thôi, con nói lấy 350 thì đúng đi. Vậy con đổi lại nha. Tờ giấy nãy trên đó còn hết gì, còn nguyên mà. Ờ, vậy là không được không bà cô bác ơi. Sao? Xui rồi. Đẹp nhưng mà nó đẹp quá như xui rồi. Mai đi làm việc hay ghé đổi nữa hả? Mai đi đổi luôn. Mai đi đổi cho bà nội thôi chứ giờ sao giờ. Vậy? Nó thuận đường đi không? Thuận đường mà thì đi ngang ấy thôi, có đâu. Trời ơi, tí nãy con dạ ông bà cô bác chưa con? Dạ ông bà cô bác. Trời ơi. Chứ mang mà không vừa chật quá ấy. Trời ơi, công tình đi vô mua lựa mà đôi đẹp quá trời luôn mà. Xui quá không bà cô bác ơi, mang không vừa. Nay là mẹ cũng đang thắp nhang chuẩn bị cúng nữa mà cô bác ơi. Đâu mà dép đâu. Đây ở nhà cũng có thùng quà đang nằm. À, Phong phụ ấy cho mẹ cúng kìa. Thôi bây giờ Khánh nó đem bỏ đôi giày này vô cốp xe để ngày mai đi đổi luôn mà cô bác ơi. Trời ơi xui quá.